Mến chào tất cả các em. Chúng ta đang ở cái giai đoạn uh, thềm của năm học mới 2019-2020. Năm học rất là quan trọng đối với đặc biệt với các em học sinh ở cuối cấp, các em 2005 vì các em năm nay phải đối diện với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ở ngay thời điểm này, một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta có thể xây dựng được kế hoạch học tập hiệu quả cho cả năm là chúng ta cần phải nắm chắc được cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn uh, của thành phố Hà Nội như thế nào để chúng ta có một kế hoạch học tập cho phù hợp. Thế thì thầy xin chia sẻ cụ thể À, kỳ thi năm ngoái 2018-2019, đề thi môn ngữ văn uh, tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố hà nội đã có những cái bước thay đổi khá là rõ rệt. Đó là thay vì theo cấu trúc quen thuộc của hàng năm sẽ trích dẫn hai cái ngữ liệu đến từ một văn bản thơ và một cái văn bản văn xuôi có thể là chuyện là văn bản nhiệt dụng hoặc văn bản nghị luận thì cấu trúc đề thi của năm ngoái đã có sự thay đổi rằng vẫn có một cái phần trích dẫn nội dung văn bản thơ trong chương trình đó là bài thơ sang thu nhưng câu hỏi còn lại cái phần còn lại phần 2 của đề thi lại không trích dẫn một cái văn bản chuyện hoặc là văn nghị luận hoặc nhận dụng như thường lệ nữa mà trích dẫn một cái văn bản nằm trong chương trình nhưng không phải là một tác phẩm được học cho nên nó rất gần với cấu trúc của một bài văn bài đọc hiểu văn bản mà chúng ta thường thấy trong các đề thi của các tỉnh thành phố khác và đây chính là một cái điểm thay đổi khá là đáng kể mà nó cũng sẽ nhắc nhở chúng ta về việc ôn luyện cho năm học này từ những cái sự thay đổi đó thầy có một vài lưu ý cho các em như sau rất có thể đấy đánh báo hiệu một cái xu hướng ra đề thi của Hà Nội trong những năm tới đó là sự xuất hiện của câu đọc hiểu văn bản ở trong đề thi và đề thi sẽ phân tách ra thành hai phần khá rõ. Phần 1 đọc hiểu văn bản với một cái văn bản có thể lấy trong chương trình học của các em trong sách giáo khoa quen thuộc nhưng cũng có thể nằm ngoài chương trình điều đấy chúng ta phải sẵn sàng và chúng ta phải chuẩn bị tốt các kỹ năng để có thể làm tốt dạng bài đọc hiểu thí dụ như chúng ta phải biết phân biệt các phương thức biểu đạt với nhau chúng ta phải phân tích được cách dùng từ đặt câu ấn tượng thú vị chúng ta phải giải thích được các từ ngữ thuật ngữ khái niệm ở trong đoạn văn bản chúng ta phải tìm được cái chủ đề của đoạn văn bản chúng ta phải đọc được cái thông điệp được đặt ra từ trong mỗi văn bản đó ta phải biết liên hệ để có thể rút ra được những bài học và có thể đánh giá được một cái vấn đề thực tế liên quan đến cái nội dung của văn bản được nói đến vân vân. Những cái kỹ năng liên quan đến việc làm tốt một cái bài đọc hiểu văn bản, các em cần phải luyện tập để nắm thật là chắc. Bên cạnh đó, những dạng bài rất quen thuộc trong cấu trúc đề thi Hà Nội của nhiều năm qua, đó là dạng bài nghị luận xã hội, dạng bài nghị luận văn học, các em cũng cần phải ôn tập để nắm thật là kỹ trong những xu hướng trong những năm gần đây thì đề nghị luận xã hội của Hà Nội thường ra về các cái vấn đề tư tưởng đạo lý nhưng lại gắn rất chặt với các hiện tượng đời sống cho nên mình cũng cần phải quan tâm hơn đến cái phần các cái hiện tượng bức xúc trong cái thực tế cuộc sống đời sống học đường đời sống gia đình ngày hôm nay rất gần gũi xung quanh các em gắn liền với các vấn đề tư tưởng đạo lý ở phần uh, ôn luyện ở các cái dạng bài uh, đọc hiểu văn bản uh, ở các dạng bài uh, nghị luận văn học thì chúng ta nhận ra rằng thay vì uh, kiểm tra nặng nề về việc kiến thức thì xu hướng ra đề Thi của Hà Nội cũng như nhiều tỉnh và thành phố sẽ thiên hơn về kiểm tra kỹ năng của các em. Cho nên những cái kiến thức về phần học thuộc lòng thì mình cũng không cần phải quá là nặng nề và sợ hãi mà mình phải dành nhiều thời gian để luyện tập để nâng cao kỹ năng à, trình bày bài, nâng cao cái kỹ năng <laughs> diễn đạt ở trong các bài thi, đồng thời là mình làm quen, luyện tập với nhiều dạng bài để mình có thể hoàn toàn yên tâm khi đề ra với bất cứ dạng bài nào, mình cũng có thể làm tốt. Quan trọng nhất là kỹ năng để chúng ta có thể làm bài đó à, đấy là một vài cái điều thầy lưu ý về những sự thay đổi trong cấu trúc đề thi hà nội cũng như là định hướng để các em có được một cái lộ trình ôn tập sao cho hiệu quả ngay ở thời điểm này thời điểm đầu của năm học hãy xây dựng cho mình một kế hoạch ôn tập hợp lý hãy dành thời gian để hoàn thành sớm các cái chương trình ở các cái bài học ở trong sách giáo khoa để còn có thể thời gian ôn tập lại vòng 2 cũng như để luyện tập với các dạng bài tập và các dạng đề thi để chúng ta có một cái phần khởi đầu rất là tự tin và thành công và chúc các em có được một kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới